Rồi bắt đầu xô tôi xuống sông nữa. Chưa gì hết trơn. Yumi chiến này là vô vai MV Tết của em là Yumi thủ vai chính nha quý vị nha. Trong phim con ma lắc. Có ai có kim tay không? Hai cục ma lắc nha. Cái như là gửi tấm hình mày đăng lên quá trời. Đẹp má. Ôi ôi. Nhìn đi gian ma lắc. Tôi gửi bà hai hả? Hai cái quần má mai cái quần đi quay MV cho bọn Nhi này. Mới mai tới thì. Đấy cái này cắt được mà, cắt qua được mà. Không về. Thôi cắt luôn đi giá anh chị. Không giá là bận mang búa mới đẹp hả? Cắt lên mút rồi. Đâu, cắt lắm nhỏ. Cắt xéo. Mút bận lắm gì dạ. Mọi người muốn xem hình Yumi thủ vai chính trong phim Ma Lắc thì mọi người lên Facebook của em nha quý vị nha đó. Ở đây người ta được ăn thịt với gà rồi chứ không phải như sáng bị gói mà về đặt khoe. Trời ơi mọi người chỗ trà lúc đơm đầu. Rồi xong hết rồi đó. Chờ diễn viên thôi. Rồi cảnh này nha. Trời ơi xịt hoài ám ảnh quá à, sợ quá à. Trời ơi. Mấy đứa con nó về không? Gà đón 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 vô nhà hết cả. Nóng từ từ đi. Bỏ trơn luôn. Nào mới nói vậy. Bỏ mà không có kính nữa lộ hết trơn luôn. Để cái năm cái lộ hết trơn. Năm thằng trai. Tưởng đâu là nè, đứa lớn lên làm lộ hết. Đứa em trai nữa. Năm đứa gái đứa em trai. Tưởng đâu là đẻ ra là sáu thằng con trai khôi ngô tuấn tú sẽ lấy vợ đẻ con cho gia đình. Nở mặt nở mày cuối cùng năm đứa đi giải phẫu hết trơn còn phải có một thằng nữa cho bóng kính luôn có không không có một phải không ê giận tiếng nó nắm vô đầu tôi ở đâu chỗ nào tôi cũng đau luôn á gọi như cái áo một tiếng hà dính gì gọi như dính gì vậy đó trời ơi thấy chưa cũng có ý thấy không đó có ý nó muốn vậy nó có ý đàng hoàng gõ gạt đừng mà lỡ da vậy mà đau đừng mà lỡ da tóc á thì nó cục cứng mà lấy kẹp tăm nó xỉa vô dính chằn cọng dây chưa quay chưa lẹ lẹ đi nè mọi người quay lẹ đi nè cho tỉnh táo lên nè mọi người phải dọn hết chỗ này người ta mới quay được con ơi ra dẹp rồi con ơi dọn giùm mấy chỗ này đi nè kệ ông Hân với ông Tâm nó quay hoài luôn á lùi giùm cái này vô lùi giùm mấy cái này vô lùi vô hết lùi vô hết quay cái này tới năm 2013 mới được đăng á anh đăng để sẵn chừng nào bao nhiêu đăng phát là anh luồn video ra thôi 4 triệu nha họp báo 1 giờ đi 1:30 mới mày lên hội trường không có mà clip vừa lên là 5 phút sau dưới mấy ông vừa thấy clip đăng lên đang công chiếu là mấy ông ngồi đây bót clip hết trơn rồi má đổ đi nước anh ở dưới bót bắt đầu người ta mới coi lại cái clip bắt đầu người ta nghĩ coi clip chính coi đúng rồi mất clip chính mất view luôn á em giỡn rồi clip chính ra 1 tháng sau mới được đăng hội trường đúng rồi giờ phải đặt luật clip chính ra 1 tháng sau mới được đăng clip hội trường chỉ có như vậy thôi mới triệu view được là tháng 1 đăng clip chính thì tháng 2 là đăng clip hội trường tháng 2 năm sau đăng clip hội trường là coi như là hay năm sau là coi như là đi cúng thanh minh xong về mới được đăng clip hội trường đợt tóc của lại cô là thành 1900 ngủ rồi còn bắt không có đợi tóc giả ngủ là để anh đi kết hả chị đúng rồi 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 có sáng dùng một tên chiều dùng một tên không sáng dùng một tên chiều dùng một tên không sáng dùng một tên chiều dùng một tên khác có hai tên à
Dạ. Dạ đúng rồi. Sáng thì gọi tên thật em đi làm, còn chiều về thì em về gia đình cho nên gọi tên ở nhà. Cũng gọi là bao nhiêu tên? Mấy tiếng trong đó. Bán trên đây nè. Kiên tiếng nó bài bệnh trong đó đi để ai làm mặt hay làm tóc gì vô trong đó. Mấy đâu ngủ chút xíu đi con. Ngủ hả? Em thủ mắt chứ đang quên là mọi người nhắm mắt cho nó đi rồi mình ăn cơm. Bà hả? Sao không nói sớm hai vợ chồng? Thôi, cá con còn gấp con cáo dài nữa nha. Cáo ở trong đài. Còn gấp con cáo dài nữa. Vừa lưng vừa đi. Ăn bắp đi kìa. Chưa đó tháo mình bắp ra gan đi kìa. Anh bé rồi. Hết bắp đi. Cái ơi. À, mình bắp này. Trời cái gì vậy? Bà thò. Bà cố ý nghe. Nè cũng... ở gần nhà mình luôn nha. Thì đó mới nghe. Ở sáng gì chở cô đi. Mình quên nó có đi sớm. Cố ý bà thò. Đây lát về. Bà ở đâu rồi? Bên tẻ hả? Cố ý bà thò. Anh khó chịu lắm rồi ở nhà Phượng Nhi. Thọt cái chân vô người ông Phúc quạo đó. Ông ngồi lên ý chùi chùi. Để cái chân đầu. Ngồi lên. Bắt tay chậm. Bạn ơi có ăn cơm nữa mình thay đồ nha, giữ đắp bô quay đó cái nữa bắt đầu mình thả ra. Cô rồi 45 phút đi ăn sao? Cô muốn ăn. Trời ơi. Chia đi nè, người bóc miếng ăn đi nè. Bắp rang mà phô mát rồi sô cô la, cái tùm lum ngon lắm. Của Mỹ. Dạ con bệnh gì? Dạ con cần cắn. Cắn đi ngậm từ từ ta. Sao vậy? Ăn vô vô chắc như bắp. Không, anh đi ăn kẹo thôi. Ăn kẹo. Lớn rồi ăn kẹo. Lương Anh. Hiểu. Anh bây giờ là bắp, anh bây giờ là muốn nọ thôi. Một hai cục coi trời. Chồng khó chịu. Bởi vì không có lấy là đúng. Chơi thôi. Chi cái cho. Đâu có ai trả đâu, độc giá gì trời. MV này quay mà nắng 12 giờ trưa không luôn. Trời ơi, đâu có ai trả tiền. Kìa, máy đang đứng đợi kìa mọi người ơi, triển khai. Trời, nãy ai cầm gì cầm theo đó nha. Máy đứng đợi rồi. Vào trận nhanh nhanh về mọi người ơi. Cái đồ còn đóng trên vạc rồi dọn dọn vô luôn nha, hiểu không? Gom hết mấy cái đó đi, anh ấy vô trong rồi luôn anh. Bàn ghế này kia lùa vô trong hết kìa. Ngày nó quay anh muốn quay mà tụi nó quay không nổi. Nè em bé đâu? Đu bi rồi. Tại vì ngày mai là show TV.